Chào mừng các bạn đang xem kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Thưa các cô bác anh chị, mình đang có mặt ở bếp cơm của Cường. Đây là con ai cô? Cháu ngoại của em. Đây cháu của chú cu em nhé. Và bé này mấy tháng cô? Nhớ được 6 tháng mấy. Dạ. Đó là hôm nay cô Cường thì vừa ngồi trông cơm và tranh thủ là ấm em bé. Cô con gửi cô số tiền này là 12 triệu này. Cô số tiền này đó, cô đếm lại đi, số tiền này là của bà Trương Hương ở Anh, do anh chị Tú Bình về gửi cho con để phát cơm ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Hôm nay là 23 tây tháng 9 2024. Đúng rồi con. Anh chị bà Trương Hương ở Anh. Cảm ơn cô Trương Hương. Trương Hương ở Anh. Ở Anh á, cảm ơn cô rất là nhiều. Có nhận số tiền của Tuấn Dương đem lại 12 triệu rồi. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thì... cảm ơn gia, chúc gia đình được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con của bà đưa cho Tuấn Dương cũng lâu lâu rồi đó, nhưng mà do mưa bão quá nên là phát buổi chiều sợ nó cũng mưa. Bữa giờ không mà đứng quá vậy là đúng rồi. Vâng. Tại vì mưa quá. Mưa quá không. Hôm nay thì nó cũng ngớt mưa rồi, bây giờ cơm cũng đã nấu xong thì sẽ mang lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Và trong tuần này đó các cô bác anh chị gửi tiền đó là sẽ gửi cho cô Cường để cô phát trong cái tuần này. Cũng canh nói chung là hy vọng trời đừng có mưa, không có mưa thì cực lắm. Cảm ơn rất nhiều, bye bye cô. Dạ, cảm ơn cô. Bye bye, cảm ơn Tuấn Dương luôn. Dạ, một số cái món mà cô Cường bán nhá quý vị, gồm có cá kèo này, cá đối này, cá nục này, cá thu này, cá mực này, cá hú này, thịt heo, sườn non, sườn nướng, sườn thịt kho hột vịt này, sườn ram, cá, đùi gà. Đó, rất là nhiều món. Ở đây còn có cả cá rô nha các bạn. Cá rô này kho tiêu của cô. Cá rô kho tiêu. Oh. Đó, nhìn con cá ngon chưa? Ở bên kia thì cá hú kho thơm. Rất là nhiều món, nhưng mà đi phát cho bà con chỉ chọn một vài món thôi, chứ không phải là phát tất cả nhé. Nhưng mà về nguyên tắc là cô Cường có thể làm được tất cả các cái món ăn. Món gì đây cũng nấu được. Bún, phở, hủ tiếu, rồi bánh canh, cơm chiên, kính thưa các loại. Chè, cháo, các kiểu con đà điểu, món gì cũng có nhé. Đây cho cả xúc xích kìa. Xúc xích nha các bạn. Xúc xích. Rồi nước suối này. Rồi hôm nay thì có 200 cái túi này nhá. Túi này lát xíu phát mỗi người cái để đựng. Đó, cơm, nước suối. Có 4 cái, cũng đậu ba. Rồi đi thôi cô. Dạ. Giờ sẽ mang lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Đây từng cái phần cơm này, thịt kho này, thịt kho trứng với bắp cải. Đây đang là cửa bắc của chợ Bến Thành nhé. Chiều mai làm cơm chiên Dương Châu. Đó. Làm lâu lâu đổi món cho ăn. Dạ, đổi vậy, cơm Dương Châu tôi bán nhà 50 ngàn dĩa đó. Dạ. Bán mấy con bún. Tới đây là miễn phí. Mà tới đây miễn phí hết. Rồi tặng. Dạ đúng rồi. Mình làm bởi có tâm thôi. Rồi cuối hàng đi người đẹp. Nhanh khẩn trương. Không có tội nghiệp bả tụ quá. Chấp lắm thú đại quá. Cô bác mình xếp hàng đi ạ. Xe sắp ra rồi nha. Hồi nãy giờ ở đây dùng rồi, xếp hàng vô anh, đứng vô hàng đi, đứng vô hàng cho người sau họ ra họ biết chỗ, mình đứng lộn xộn rồi người ta không có biết chỗ. Đấy. Xếp hàng các bạn nó phải có trật tự thứ tự thì cái người sau ra thì họ dễ học theo, còn nếu mà ai đứng lộn xộn ấy thì họ hay bắt chước.
Rồi, rồi. Rồi, được rồi, rồi. Đây, hai cái này xuống trước đi chú. Hai ba người thanh niên ra đây phụ đi. Rồi em, anh trai có sức khỏe ra phụ đi. Bỏ xuống dùm lát lấy trước nhá. Người thôi. Nước, cơm. Nước, nước bên đây anh ơi. Nước bên đây anh. Để đây, nước bên đây. Nước bên này giúp em. Đấy đấy, nước để đây, để đó em chia ra. Rồi. Cơm thì để sát tường quay ra giúp em ạ. Rồi để lại được, ok. Rồi cứ xếp một dọc dài để cơm xếp dọc dài giúp em. Mỗi người một cái túi mình đựng nhá. Lát xíu mình mở bung ra để nhận các thứ. Cô bác nhận mỗi người cái túi nhá. Ngày rồi rồi rồi. Mỗi người cái rồi em trai lấy đi. Em trai đứng ở đây trước, lấy trước. Mấy em phụ đứng trước lấy luôn. Rồi, cho để cô bác ra thêm đá nhá. Rồi, ba anh phụ là mình đứng ở trước, mình lấy trước tiên nhá. Dạ. Đấy, mỗi người cái túi đi. Rồi, cứ đứng lùi lại. Chờ bà con ra rồi mình lấy luôn. Rồi, đứng lại đây, lùi lại. Rồi, chờ xíu phát nốt túi đây đã rồi lấy. Giống nhau, mở ra để đựng chứ cất đi làm chi. Cho mới á. Sài Gòn ngày nay. Cô bác anh chị đi nhận cơm cứ mang đeo thẻ nhá. Sẽ có một ngày đẹp trời phát tiền cho các anh chị. Đeo thẻ. Ờ thì thôi hôm nay không đeo thẻ không phát tiền. Hôm nào đeo đầy đủ hết thì phát nhá. Rồi mỗi người cái. Rồi quay mặt vô đây để lát đi đeo hàng này các anh chị. Đây quay mặt lại đó để cho người sau ra họ tiếp tục họ đứng ra ngoài. Rồi đứng ra ngoài kia giúp em. Đứng ra ngoài tiếp nữa đi. Đây đứng ra ngoài rìa kia đó. Đứng tiếp ra ngoài. Rồi nè theo lui này luôn đứng đây đi rồi. Thôi đứng ra ngoài kia đi. Đứng ra ngoài luôn anh chị ơi. Cứ ra ngoài theo hàng đấy. Rồi ok. Cháu nào cũng có phần. Yên tâm ai cũng có. Anh em ơi. Ờ em kêu 500 anh em ra đi. Rồi. Tới đi bây giờ đang kêu điện thoại cho 500 anh em nữa ra rồi. Ờ Sài Gòn ngày nay. Cô bác lấy điện thoại đăng ký kênh YouTube Sài Gòn ngày nay nhá. Lẹ lên cô bác ơi, nhanh chân lấy túi rồi mình đứng vô hàng mình nhận thức ăn này. Ra lấy cái túi lớn. Xuống dưới có người phát túi cho. Nhanh đi con ơi. Lẹ lên. Nhanh lên. Xuống dưới anh ấy phát túi cho rồi mình xếp hàng mình lấy nhá. Ngày mai ngày mốt giờ này có cơm nhá cô bác. 3 giờ cô bác ra đi. Nhanh lên. Lẹ lên phát đi về nào. 2, 3, 4. Chấp hàng rồi đó. Vô. Không cần thẻ. Được không?
Rồi mỗi người một chiếc, mỗi người một chiếc. Rồi, chờ hôn nha. Rồi cô mấy em phụ lấy trước, ba em phụ lấy trước đi. Một là chai nước chai... Đấy lấy cơm, lấy nước, rồi lấy xúc xích. Mỗi người một phần đại ca. Mỗi người chai nước suối với hộp cơm với xúc xích nha. Rồi cảm ơn. Rồi lấy đi anh. Rồi chúc sức khỏe. Mai mai và mốt đều có nhá. Rồi cảm ơn mấy anh. Ngày mai ngày mốt đều có nhá. Rồi cảm ơn. À, món quà này của bà Trương Hương ở Anh gửi tặng nhá quý vị. Lát dư thì cho thêm. Thôi thôi mỗi người một phần, đây là ba ông phụ thôi. Đây là mấy ông phụ. Mấy ông phụ ông vất vả. Rồi ok. Rồi thôi đi đi, dư còn dư thì mới tặng được. Lát dư thì mới tặng được nhá. Mỗi người một phần giúp em đi các anh chị. Tặng. Đấy. Tặng túi. Túi rất là bự nha. Rồi cảm ơn. Đây đang là bệnh viện Nhi Đồng 2 nha quý vị. Rồi tiến tới giúp em mỗi người một phần. Rồi ok. Rồi. Cảm ơn xin dùm được mà không cảm ơn. Tới mỗi người một phần các cô chú anh chị ơi. Chia sẻ yêu thương. Rồi tới đi em trai. Rồi cảm ơn. Chúc sức khỏe nhá. Mai mốt đều có nhá. Ngày mai ngày mốt đều có nhá. Giờ này nhá, đeo thẻ ra nhận nhá mấy anh em. Mai mốt đều có nhá mấy anh em, đeo thẻ ra nhận giúp nhá. Rồi cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Mở túi ra mà đựng ông này hiền đấy. À đựng quần áo à. Có người thấy cái túi đẹp để dành để đựng quần áo nhá. Rồi tới đi đại ca, mỗi người một phần. Rồi tới luôn, cảm ơn. Đó. Mỗi người cái túi quá trời bự luôn, đựng đủ thứ đồ. Túi có hình các con vật này, rất là dễ thương. Rồi cảm ơn cô bác nha. Mỗi người một phần. À, món quà này do bà Trương Hương ở Anh gửi tặng. Thì anh chị Tú Bình ở Mỹ, ở Anh về liên lạc với Tuấn Dương để giao cái số tiền này cho cô Cường. Rồi chúc sức khỏe. Cô Cường làm phát là xúc xích này phát. Rồi cảm ơn. Dạ cảm ơn, chúc sức khỏe. Mỗi người một phần giúp em. Tới đi, mỗi người một phần nhá. Đủ rồi. Cô bác cứ banh bao ra rồi tình nguyện viên sẽ bỏ vô. Nhớ cảm ơn cô Cường nhá. Cảm ơn nhà hảo tâm. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Nhớ cảm ơn tình nguyện viên phục vụ mình. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn. Chiều mai chiều mốt lại có nhá. Chiều mai chiều mốt lại ra nữa nha cô bác. Chiều mai chiều mốt lại có nhá. Chiều mai chiều mốt lại có nhá. Rồi tới đi. Qua xếp hàng vô, xếp hàng ra cuối hàng đi các anh chị. Chiều mai chiều mốt lại có nhá. Mình cứ đeo thẻ ra giúp em nhá. Bé này thẻ đâu? Nhớ đem ra trước cổng bảo vệ là có ghi là ra rô phải mang thẻ đúng không? Chiều mai chiều mốt có nhá, giờ này. Chiều mai chiều mốt đều có nhá cô chú. Đeo thẻ ra nhận giúp con nhá. Em gái này xong đeo thẻ rô. Nhớ mang theo ở cổng bảo vệ có thông báo là trước khi ra là đeo thẻ mà ra rô đeo thẻ. Cô bác đeo thẻ rô để mai mốt còn phát tiền. Mai có được không anh? Mai có, mai mốt có. Mai mốt đều có nha cô bác. Giờ này, giờ này, ngày mai, ngày mốt. Về cuối hàng đi em trai. Cô bác theo dõi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Mở YouTube Sài Gòn Ngày Nay đăng ký ủng hộ nha đại ca. Rồi mình nhận xúc xích cho em bé này. Cơm này, nước. Cái gì? À, thạch rau câu. À thạch rau câu không phải xúc xích nhá.
Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Ra sau xếp hàng, ra sau xếp hàng, nhận rồi thì đi vào trong nhà thương. Rồi đi các anh chị ơi, chiều mai chiều mốt lại có nhá. Rồi cảm ơn hoa sen nhá. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Tới đi, mỗi người một phần. Chia sẻ. Cơm còn rất nhiều nhá. Rồi chúc sức khỏe. Làm tới dạ cảm ơn. Hơn 300 phần lận. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn, cảm ơn. Đây là cô ơi, đi vòng qua đây. Thôi mỗi người nhận cái giỏ. Cái giỏ đây cô. Dư giả, dư giả rồi. Thoải mái. Thôi tới đi. Chiều mai chiều mốt lại có nhá. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Mỗi người một chai nước, hộp cơm. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Tới. Chiều mai ra nữa nhá, mang theo cái giỏ để ra nhận nhá. Mai mang giỏ ra nhận nhá. Xếp hàng đằng sau kìa mấy bạn ơi. Xếp hàng đi, xếp hàng đi. Mỗi người cái giỏ. Mai mang giỏ ra nhận nhá, nhớ đeo thẻ em gái. Anh trai mai nhớ đeo thẻ nhá. Rồi mỗi người một phần. Tới đi các anh chị ơi. Vòng ra sau xếp hàng đi bà. Lấy cái giỏ đấy nha, mỗi người cái giỏ. Quá trời giỏ đẹp luôn. Rồi lẹ lên, cảm ơn, cảm ơn. Rồi tới đi, cảm ơn. Cái giỏ này không đã mua mấy chục ngàn rồi đấy. Rồi vòng ra sau người đẹp. Rồi tới đi. Mỗi người một phần. Vòng ra sau xếp hàng đại ca. Mỗi người cái giỏ nhá. Rồi vô trong, ai nhận xong vô trong đi. Mai chiều ra nữa. Mai chiều mốt luôn. Chiều mai chiều mốt đều có nhá. Đây là cô nhà bạn đây hả? Vô đi, xếp hàng đi các anh chị. Bà này không lấy giỏ à? À bà kẹp tay bà đựng quần áo. Rồi xếp hàng vô cô bác ơi, mỗi người một phần. Chiều mai chiều mốt đều có nhá cô bác, giờ này ra chiều mai chiều mốt ra xếp hàng đi em, không cần thẻ. Mai mốt đều có nhá, cảm ơn. Chiều mai chiều mốt cô bác ra xếp hàng giúp em nhá, đều có thức ăn. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Lẹ lên, sắp hết rồi. Chú đứng lùi lại, chú, nó lùi lại xíu nữa. Mai mốt đều có nha cô bác, vòng ra sau xếp hàng giúp em. Ra kia có người phát giỏ, lẹ lên. Rồi cảm ơn cô, sau nhớ đeo thẻ cho em cùng con nhá. Chiều mai chiều mốt đều có cơm nhá mấy anh chị ơi. Chiều mai chiều mốt ra giúp em nhá. Rồi chúc sức khỏe. Lẹ lên xếp hàng đi. Chiều mai chiều mốt đều có. Mỗi người một phần, mỗi người một phần.
Mỗi người một phần đi chị ơi, người sau còn chưa có kìa. Còn dư thì mới tặng được. Giờ nhiều người chưa có cơm ăn, mỗi người một phần đi. Chia sẻ. Ngày hôm nay mưa ở đây cũng không có ai phát cơm, ít người phát quá nên là cô bác ra rất đông nha. Mỗi người một phần giúp em đi, chia sẻ yêu thương. Còn đông lắm chú ơi, cho mỗi người một phần đi, đằng sau họ chạy ra đông lắm này. Lè lên, lè lên. Lè lên, lè lên. Ra lấy giỏ, lấy giỏ. Em có phòng mà bà chị với cấp cứu bác xuống thì cho cho. Rồi ra xin hả? Ra sau kia lấy. Để thêm một phòng nữa. Ờ đây đây đây, từ từ đứng đấy. Rồi. Rồi cấp cứu. Rồi, vô trong. Rồi ra kia vòng ra sau lấy, vòng ra sau xếp hàng lấy. Mỗi người một phần mà vòng ra sau xếp hàng đi cô bác ơi. Để các bạn cái bạn sau. Mỗi người một phần nhá, chia sẻ yêu thương. Mỗi người một phần chia sẻ. Đồ ăn cũng không còn nhiều nhá quý vị. Vòng ra sau xếp hàng áo vàng cô. Bà ơi, bà ơi, nhận xong thì ra sau xếp hàng, sao bà chen vậy? Người lớn mà để bọn con phải nhắc nhở. Tới đi bạn trai ơi, lấy xong ra ngoài. Chiều mai chiều mốt có cơm nhá, rồi tới luôn. Lãnh đạo ơi, tới đi cho người sau còn lấy. Mỗi người một phần thôi. Cơm người sau còn chưa có, mỗi người một phần chia sẻ. Mỗi người một phần bà ơi, mỗi người một phần giúp con. Đây là còn mấy chục người nữa, ra cho họ xếp hàng một lượt, họ lấy luôn đi, vòng ra sau. Ra đứng xếp hàng đi, từ từ chú phát. Rồi xếp hàng làm một tour nữa rồi xong nhá. Xếp hàng đi cô bác ơi, ra xếp hàng đi, mỗi người một hộp nữa cho hết. Xếp hàng là đứng sau chứ. Rồi lẹ lên xếp hàng ra đằng sau. Ra đằng sau xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng đi, lấy một lượt nữa thôi. Xếp hàng đi anh em ơi, nhanh khẩn trương. Xếp hàng đi, xếp hàng một lượt. Rồi lẹ lẹ lẹ. Rồi chú phát đi chú. Mỗi người hộp nhá. Rồi mỗi người hộp chai nước. Bà ơi ra sau xếp hàng bà. Hết rồi. Đằng sau người ta còn chưa có ăn kìa, người ta xếp hàng đứng mà chưa có ăn, mình lấy hai hộp người sau không có. Chiều mai có nha cô bác nhá. Chiều mai có. 3:20 thôi nha. Đừng có 3:30 nó xong đó. Rồi hết luôn, rồi cảm ơn các cô bác nhá. Lấy nước uống đi, lấy nước uống cho đỡ đói. Rồi cảm ơn. Rồi xong phim. Đó, bây giờ đã phát xong rồi nha quý vị. Rất là nhanh gọn lẹ. Bây giờ cũng có một số người nữa ra, nhưng mà đành phải cáo lỗi là hết thức ăn rồi, không còn gì nữa. Mình xin dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp cô bác anh chị trong những clip tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay ủng hộ Tuấn Dương. Bye bye. Rồi chào cô Cường nhé.